Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ quẩy vị tướng Nakroth thực hiện thử thách leo danh. Đó, thực hiện thử thách Nakroth leo danh, gặp khó khăn cũng không sợ, gặp trở ngại cũng không sợ. Nakroth leo danh 6 ngày 6 đêm, get go. Để xem vị tướng này leo danh có còn được bá đạo hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi nha. Như các bạn biết thì sức mạnh của Nakroth, đây là một vị tướng quốc dân nhà nhà thích chơi, người người thích chơi. Phiên bản nào cũng vậy thôi, Nakroth chưa bao giờ bị lãng quên, mặc dù cũng đã có những phiên bản tăng sức mạnh, giảm sức mạnh rồi. Nhưng mà anh chàng này vẫn đứng ở đó, vẫn là một vị tướng huyền thoại, vẫn là một vị tướng vô cùng cơ động. Người ta gọi là trùm rừng, bởi vì chỉ có vị trí đi rừng là phù hợp nhất dành cho Nakroth. Có những trận đấu các bạn đã vác vị tướng này đi solo đường chưa? Chắc chắn là các bạn vác đi solo đường cũng không thể nào hiệu quả bằng cách là Nakroth đi rừng nhá. U là trời, có lâm tặc, Ryoma tới hỗ trợ mình cái. Này thì lâm tặc chạy được đi đâu hai con sâu này? Trước tiên là Natalia này, đi đâu con sâu cho mình xin một mạng. Một mạng đầu tiên, và ngoài ra thì Adapter, bạn chạy được đi đâu? Nào, xử lý nốt nhá. Đấy, tức là mình có mạng hỗ trợ. Cái tôi sang cấp rừng chưa nha. Chưa gì thời điểm đầu game, team bạn là đã sang rình dập để cấp rừng mình rồi. Với cái cơ động của Nakroth thì các bạn biết rồi, đây là vị tướng có khả năng bám sát đối phương rất nhanh, áp sát đối phương cũng rất nhanh. Và bây giờ mục tiêu của mình sẽ là ganh đường dưới. Hy vọng rằng Ryoma có thể thả thính được thành công, nhưng mà mình không thấy tướng địch. À đây ơi, Gấu Bèo Zuka đi rồi. Hello Gấu Zuka, đi đâu con sâu cho mình xin một mạng nữa. Mạng thứ hai. Thơm quá, quá ngọt ngào. Chưa gì được hai mạng rồi. Về video dành cho Nakroth thì mình sẽ lên đồ như sau. Trang bị đầu tiên sẽ là trang bị dìu Leviathan, ngoài ra sẽ là giày kiên cường, rồi đến thương Rhinos, rồi đến phước cập kiếm, thánh kiếm. Và trang bị cuối cùng sẽ là giáp bằng mệnh nhá. Đây là về video các bạn có thể áp dụng theo. Bây giờ mình sẽ tập trung ăn cái con rồng này. Đồng đội hỗ trợ mình cái nào. Đừng đánh nhau nữa, hỗ trợ mình ăn rồng chiếm lợi thế thời điểm đầu game đi. Mình nhìn qua team bạn cũng rất là thèm thuồng, bởi vì là team bạn toàn các vị tướng máu giấy thôi. Nhưng mà trước tiên là chúng ta cần phải có rồng như thế này. Và bây giờ mình sẽ tiếp cận luôn Adapter nhá. Nào, cố gắng làm sao lướt để tiếp cận Adapter phát, thất tung lên kích quạt châu cuối. Và một bé ra đi. Ui, hên thế nhở. Mình còn đúng một chấm máu thôi các bạn ạ. Đúng là quá hên đi. Trận đấu này là một trận đấu mình cảm thấy nó cũng có một chút dễ dàng, bởi vì lý do team bạn có nhiều các vị tướng máu giấy quá. Có Natalia, lại còn có thêm cả Adapter. Rồi team bạn có theo nát trổi nữa thôi, toàn các vị tướng máu giấy thôi. Mà thường quẩy Nakroth rất thích gặp các vị tướng máu giấy. Mình chỉ ngại đó là không chế mạnh đến từ Adapter thôi nhá. Bởi vì khi mà Adapter kích hoạt trong cuối thì mình chả làm ăn được cái gì cả đâu. Đấy, đấy là cái điểm yếu khi mà chúng ta gặp các vị tướng khống chế mạnh.
Trong cái phiên bản cập nhật bổ sung này thì Nagroth không hề có sự thay đổi sức mạnh, mình cũng đã check qua rất nhiều lần rồi. Thì trong phiên bản cập nhật bổ sung có mỗi 3 vị tướng có sự điều chỉnh thôi, trong số đó không có Nagroth. Về cách combo của Nagroth thì vẫn như vậy. Combo cấu rìa thì các bạn có thể lướt chiêu 2, rồi các bạn chém từ một phát, các bạn dùng chiêu 1 thất tung lên, rồi các bạn sử dụng chiêu 1 lần nữa để chạy ra. Đấy là combo cấu rìa nhá. Còn combo thật ấy, combo ăn mạng thì các bạn lướt chiêu 2 vào, sau đó hất tung bằng chiêu 1 rồi đánh từ một phát kích hoạt chiêu cuối rồi sử dụng chiêu 1 lần nữa. Đấy. Vừa xong thì gấu béo Zuka u là trời. Gấu ơi, chăm kích quạt chiêu cuối mà nó né được rồi thì thôi, băng trụ luôn, thịt luôn, lên một điểm số. Đó. Thôi, mình về đây các bạn ơi, khi mà bản thân của mình còn xíu máu như thế này thì về nhá. Cứ ăn mạng xong lại phải về như thế này ngại quá đi. 4-0 rồi. Khi mà team bạn quan sát không hề có một vị tướng đỡ đòn nào luôn. Thêm Kingcross lẫn cả gấu béo Zuka thì cũng không phải là trở ngại với bản thân mình. Vừa sau thì bóng dáng Natalia đi rồi. Nào, tiếp cận Natalia kích quạt chiêu cuối. Tiếp tục cứ chỉ chạy làm sao được. Ơi, gặp Adapter có chịu tiếp nhở. Đã thế thì phang luôn Adapter này. Chạy đâu con sâu nhưng mà không ăn thua. Trời ơi, phí quá các bạn ạ. Vừa xong Natalia có xíu máu thôi, mình cứ nghĩ mạng đấy của mình rồi mà ai ngờ Adapter lại khống chế mình bằng chiêu cuối để giúp cho Natalia chạy thoát. Đúng là mình ăn đến mồm rồi còn rơi ra. Các bạn có biết là trong Liên Quân bây giờ ấy đã có rất là nhiều các vị tướng rồi. Tướng mới ra mắt liên tục tục, đấy là từ ngày xưa cho đến ngày nay. Đấy, nhưng mà các vị tướng mới chưa có vị tướng nào có thể thay thế được độ cơ động của Nagroth. Chúng ta có thể so sánh được cái độ cơ động của Nagroth với Aoi chẳng hạn. Đây cũng là một vị tướng khả năng cơ động rất cao, nhưng mà Nagroth vẫn là một vị tướng nào đó chất tướng rất bá. Gấu ơi, gấu chạy nhanh ghê. Thôi bây giờ mình sẽ ra mình đét cái trụ nhá. Đấy, về khả năng là chiêu 1, chiêu 2 đều cơ động và có thể vượt được tường. Thế dẫn tới một điều vị tướng này chưa bao giờ bị lãng quên. Hầu hết các vị tướng trong Liên Quân, vị tướng nào có cơ động thì vị tướng đấy sẽ được sử dụng thường xuyên. Natalia là mục tiêu tiếp theo của bời. Một bé nó ra đi truyền tuyết. Chỉ cần nhìn thấy mục tiêu thôi là combo nhẹ nhàng và tình cảm như vậy. Tiếp theo là gấu béo Zuka bốc hơi nốt double kill. Lao vào là có mạng. Thôi, tranh thủ cướp luôn bùa đỏ này. Có cái gì là chúng ta cướp luôn. Trong khoảng thời gian này thì cũng hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian để có thể ủng hộ mình bằng cách cho mình xin một nút like cho clip nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trời đất ơi, mình thấy qua là Kingcross có xíu máu thôi. Không biết là bạn ấy sẽ đi đâu, nhưng mà trước tiên là mình sẽ cần phải núp bụi. Đây rồi, ra tung combo thẳng mặt và có mạng luôn. Vô cùng đơn giản. Dừng tim bạn là đang bị mình kiểm soát hoàn toàn rồi. Bùa xanh có là cũng cướp sạch sẽ. Như thế này team bạn không có cơ hội được farm. Rima hỗ trợ phát để mình ăn bùa xanh cái đã. Ok, có bùa xanh. Ơ này, gấu béo Zuka này. Mà gấu chạy rồi. Thôi, cứ dọn lính nha. Sau đó có cái gì trong rừng là chúng ta cướp sạch sẽ. Vét sạch. Mình cá chắc với các bạn là team bạn không dám lên quá cao đâu. Team bạn chỉ có dọn lính xong lại ôm trụ thủ. Thôi, Rima hỗ trợ mình ăn xây ra phát đi. Trong lúc mà chưa thể nào ăn được mạng thì chúng ta cứ ăn những cái mục tiêu lớn như Caesar. Và ngoài ra có Kingcross, bắt luôn Kingcross. Ui sổ ơi, về làm sao được bạn ơi, thêm cả gấu béo Zuka vào hết đây. Vào đây, trước tiên là Kingcross nè. Hy sinh thôi và quay ngược lại thịt luôn gấu béo Zuka. Anh ơi, anh đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải em 170 vàng. Cứ quàng phải mình là ngon ngay 9-0 rồi. Nếu như trận đấu này team mình mà bị ép chẳng hạn, team mình mà bị mất quá nhiều trụ chẳng hạn, thì mình sẽ làm nhiệm vụ cầm Nagroth đi đẩy trụ lén. Bởi vì đấy cũng là một cái công việc của Nagroth như các bạn biết. Nhưng mà rất đáng tiếc là trận đấu này team mình đã ép team bạn ghê quá, không có cơ hội để cho team bạn ép trụ ngược lại luôn. Dàn trụ team mình vẫn còn nguyên. Bây giờ mình sẽ cùng với đồng đội cố gắng sao cấu diệt Teo Nét nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục làm sao lướt vào để chém trụ mất trụ rồi. Teo Nét có xíu máu thế này chạy làm sao được với độ cơ động của mình. Quá cơ động bạn, lên một điểm số. Trời ơi, Teo Nét vừa xong là định chạy làm sao được. Khi mà ba hai kỹ năng là lướt rất xa và rất nhanh. Lại có bùa xanh, lại cướp tiếp. Dừng team bạn là như kiểu dừng của team mình rồi đấy. Thôi bây giờ mình sẽ ra đường giữa để mình đẩy lính lên cao nhá. Khi mà lính đường giữa như thế này, ủa ôi chúng ta có Kingcross ở đây. Nào Kingcross ơi, cấp độ của mình hơn 2 cấp độ luôn. Thôi thì đợi cho Kingcross hết chiêu cuối là mình sẽ hất tung kích quạt chiêu cuối. Ấy, thế là có mạng hỗ trợ rồi.
phải thật là nhanh tay chứ không Alistair có thể khống chế mình bất cứ lúc nào. Khó ép thật, team bạn chia người ra để có thể dọn lính. Giờ chắc chắn bây giờ team bạn chỉ có lựa chọn phong cách ôm trụ thôi, vậy nên là mình sẽ chủ động ăn cái con rồng nhá. Không ép được thì chúng ta ăn rồng và chúng ta farm tiếp. Trong khoảng thời gian này thì các bạn cũng được nghỉ hè rồi, thì cũng hy vọng rằng các bạn có thể xem clip ủng hộ mình thường xuyên. Bởi vì một ngày mình có đăng 2 clip. Một clip là vào 10 giờ cho đến 11 giờ sáng đấy. Một cái vào buổi chiều là từ 4 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều nha mọi người. Đấy, đấy là khung giờ. Còn bây giờ mình sẽ tung combo thẳng mặt King Cross, chạy đầu con sâu một mạng nữa, tranh thủ làm sao ép luôn cái trụ đường giữa đây này. Nhưng mà hết lính rồi, không có lính thì rất là khó để ép được trụ. Team bạn vẫn ra sức thủ trụ, để xem team bạn thủ trụ được đến lúc nào. Lính đường dưới bắt đầu tràn lên thì mình sẽ làm sao lấy luôn cái trụ đường dưới này cũng được. Đấy, cho lính nó tự lấy trụ thôi. Có bùa xanh này, Carissi cần ông mình nhường cho. Căn bản dưới chân của mình cũng có bùa xanh rồi. Ui dồi, gầu béo Suka kìa, như kiểu đàn ông vỡ tổ. Chạy làm sao được cơ chứ với độ cơ động của mình. Nào, chạy lên huyện, chạy hộ mình cái, lướt phát nước, chém cái có mạng. Khi mà lướt chiêu 2 sau các bạn chém thì cái tầm chém nó rất xa nhá. Giờ thì làm tạm mạng của Adapter thôi. Hello, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Khổ quá cơ, vừa lao vào phát ăn ngay cái nhà tù ma thuật của Adapter. Vì tướng nào cũng vậy, xa tù nào cũng vậy. Chỉ sợ đúng hai chiêu cuối của Adapter lẫn cả chiêu cuối của Aru mà thôi. Cố gắng trận đấu này mình không để mất mạng nào. Căn bản bây giờ được 12-02 rồi mà chết một mạng thì nó hơi bị xấu KDA nhá. Đẩy cao lính lên này. Ngoài ra mình làm nốt cái con Seiza này, sau đó thả Seiza ra để có thể ép cho nó dễ dàng. Khi mà quầy Nakroth cố gắng tận dụng được độ cơ động và sát thương để có thể farm và chênh lệch cấp độ so với đối phương nhá. Làm sao cấp độ của các bạn chênh lệch khoảng 3 cấp độ, 2 cấp độ thôi. Ví dụ như bây giờ cấp độ của mình chênh lệch với King Cross rất nhiều. Và các bạn nhìn này, mình chém này, trời ơi thốn 140 vàng luôn. Chém phát có mạng luôn. Bây giờ là ép trụ thôi. Orima từ từ chờ mình, lao vào kích quạt chiêu cuối. Này chứ đâu, chít bổ kill rồi. Chính thức là quét sạch team bạn nha. Ok, chắc có lẽ clip của mình đến đây là kết thúc rồi. May quá ngày hôm nay thì không biết là mình múa như thế nào. Các bạn xem, các bạn có cảm thấy mù mắt hay không? Nhưng mà lâu lắm rồi chưa quẩy lại Nakroth vẫn có thể múa được xanh tốt. Rất là cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.